viêm hang vị à? Con này chướng bụng đầy lắm, cứ ăn mà là đầy, ăn vào là đầy, ăn liên cỗ cái gì lạ lạ vào nó đầy, nhất là tầm buổi chiều trưa đến là cái ăn cơm cũng đầy, nó làm cho nó kiểu cứ khó chịu. Làm công việc thì vẫn cứ phải làm bình thường, nhưng mà ăn thì gặp ăn thì lại được cái là ăn ngon miệng, nhưng mà nó cứ đầy bụng đấy. Đi tiểu nhiều hoặc là thì xong người ta cũng cho uống một đợt thuốc tây, so với cả người khác thì chắc là đi nhiều hơn. Đốt sống cổ tuần hoàn máu kém đấy ạ. Vâng, tuần hoàn lên não kém. Như mấy hôm vừa rồi là cổ nó đau đau cứng cứng, là đầu nó cảm giác nó hơi bung bung. Cơ co sâu lắm, chắc cũng bị lâu rồi. Hai cục này chắc là hay mỏi. Đây bên này thì mỏi lâu lắm rồi đấy. Cả thận trái có một cái nang. Cái nang. Vẫn cứ lo. Lo nữa. Vâng ạ. Phải hiểu cái nang đấy thì uống thuốc đông y có hết không hả bác sĩ? Có, nhưng bây giờ cái chính là mình điều trị cho cái tiêu hóa, cái chuyển hóa của mình nó tốt lại ạ. Cái chuyển hóa của mình đang không tốt. Nhiều khi cái chuyển hóa, cái tiêu hóa mình không tốt, nhiều khi mình cứ hay lo lắng ấy. Thì cái tỳ trong đông y là nhiều khi là tỳ nó chủ cái lo lắng, suy nghĩ. Theo cái con người mình, cái tiêu hóa mình không tốt là nhiều khi là mình cứ hay lo lắng quá. Rồi điều chỉnh, đến cân không khó đâu chị ạ. Nhưng mà bây giờ em muốn điều chỉnh, làm sao ổn định cái dạ dày với cả cho cái bàng quang của chị, cái thận của chị nó khỏe lên. Thì tự nhiên là sau đấy thì em sẽ điều trị cho chị cái tăng cân. Thiếu ra cái trung quản, nội quan, túc tâm lý, tam giao, như là cái cổ hay gáy chị đau mỏi nhiều, như là cái giác kích thích sống cổ, như là cổ đã cao ra.